chào tất cả anh em đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Nay cái anh Tiền Giấy đang cho một tác phẩm Linh Sam ôm đá nha anh em. Đang làm một tác phẩm Linh Sam lũa zin. Nó ghép 86 ôm đá. Đây, anh Tiền Giấy, nghệ nhân trẻ. Chưa có tên mà đã có tuổi rồi. Đó. Xin anh cho phép biết cái tên của tác phẩm này là gì được không ạ? Này có phải là gọi là linh hồn tượng đá được không? Đó, đúng rồi, chuẩn rồi. Linh hồn tượng đá. Linh hồn tượng đá, nó linh là linh sam. Tượng có cục đá đó anh em, cục đá đó, đá tượng đá. Rồi, tác phẩm mới. Linh hồn tượng đá. Lỡ ra. Và tác phẩm này sẽ được cuối năm nay sẽ được giữ ở tàu đàn. Tàu đàn luôn. Hy vọng sẽ là một trong những tác phẩm được yêu thích nhất, bình chọn. Rất mong mọi người ủng hộ dùm nghệ nhân trẻ Tiền Giấy. Tiền Giấy, tên là Mỹ nha anh em. Kiếm, đúng rồi, dây đồng cột vô. Ừ, sao mày? Đứng lên mới đẹp. Đồng nè. Đó, đang trao đổi thảo luận nha anh em. Không được, không được. Vậy nó mày cục đá đứng hay cục đá bự mới được. Vậy là đẹp rồi. Vậy là ăn mì nó làm biến nên nó cục đá nó nằm được. Không còn có kia nằm nè, nó mới đẹp. Nhưng mà cục đá mà đứng á là nó phải bự ra, nó to tên nó bự dưới nó nhỏ coi mới được. Thì cũng được. Hồi nãy có cộng đó. Nãy có cộng dây động á. Này rảnh rỗi nên làm chơi nha anh em xem clip đi giải trí thôi nha. Clip này chủ yếu là mang tính giải trí nha anh em. Chứ không có hướng dẫn nào ở đây nha. Đó, anh em đừng có quăng đá cho em đá quá trời đá rồi. Ừ, không trời anh em quăng nhiều quá. Đó, này clip này chủ yếu mang tính chất giải trí thôi. Giờ anh em xả stress nha, anh mong anh em góp ý kiến nha. Đó, anh em thấy đường nào hay thì anh em có thể đóng góp ý kiến. Đó, tụi em luôn luôn lắng nghe, luôn luôn tiếp thu. Đại mày xanh hả? Đó, có đá luôn, có phím sẵn luôn. Rồi, quay về không thấy gì luôn. Sam lũa zin ghép 86 đang ra hoa cho nó ôm đá luôn, cho một tác phẩm linh sam ôm đá. Nói chứ cũng hướng dẫn cho anh em cách ôm đá luôn nha. Đó, cây mình thuần bầu rồi, mình trồng cho rễ nó nhiều hoặc nhiều rồi mình vũ sạch ra hết luôn. Sau đó ôm đá dùng dây cột định hình lại, sau đó mình trồng lại nữa nha anh em. Đó, một tác phẩm ôm đá là nó cực kỳ lâu luôn. Rồi vườn nghệ nhân mà giờ không có dây luôn. Anh lấy dây trắng nó cũng được, dây bự bự cũng được, cột cái nó cố định cái. Gỡ lại kêu mấy dây xanh đi. Thôi. Dây lông vô nó mất phẩm mỹ lắm anh ơi. Kìa dây trắng của cây xanh đó đó, cây mà cột vô thân kìa. Ừ, nhôm nó đó được rồi. Nhôm mình cột cố định nó một cái nữa mới banh rễ ra. Đó. Thì đó, anh buộc cái cho mày nó buộc cái cây vô đứng cái xong rồi rễ ra rồi cột lại cái nữa. Ôm đá san hô. Trời. Được rồi, dây này được rồi. Đâu có đâu cứu. Không có dây lấy gì nghiên cứu. Dây bỏ trên kia không? Bên kia thì nhôm nhóc. Vì nó cột vô cái mỹ cột cho nó đứng cái được rồi. Ủa, có kiếm dây đẹp anh ơi. Có. Đó, đang cột dây cố định nó lại nha anh em. Cột dây cố định cây linh sam lại. Chút nữa xong luôn không? Cũng xong xong rồi.
tí nữa đợi kết quả nha anh em. Xong cái phần kết quả em quay luôn cho anh em nha. Chứ mà giờ mà đợi xong hoàn thành luôn là hơi bị lâu luôn. Còn phải vô dây sửa lại nữa.